chương trình radio Vitamin Thuộc Linh thân chào quý thính giả. Mình là anh Thơ, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay. Quý thính giả thân mến, thất nghiệp và thiếu việc làm đang là vấn đề đáng báo động hiện nay, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đã trải qua thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội vì làn sóng thứ tư của đại dịch. Một thống kê gần đây cho thấy rằng hơn 28,2 triệu lao động trên cả nước đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Có lẽ dù ít hay nhiều, thì tất cả mọi người trong chúng ta cũng đã đối diện với những sự bấp bênh của mùa dịch khi thu nhập bị giảm sút và chi phí sinh hoạt lại gia tăng. Trong những lúc đó, có lẽ chúng ta đã cảm thấy lo lắng và bất an khi tương lai phía trước trở nên mờ mịt. Tuy vậy, đó cũng sẽ là hành trình tuyệt vời để học cách nương dựa nơi Chúa và bước đi bằng đức tin. Chương trình radio Vitamin Thuộc Linh hôm nay mời bạn lắng nghe và suy ngẫm sứ điệp hy vọng qua tựa đề Hành trình đầu phục Chúa, dựa trên phần kinh thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, từ câu 6 đến câu 18. Đó là một ngày thật khó khăn khi chồng tôi nhận được tin mình sắp mất việc. Chưa biết mình không cần phải lo lắng vì Chúa sẽ chu cấp những nhu cầu thật cần thiết, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lo sợ khi đối diện với sự bấp bênh. Khi cố gắng kiểm soát những cảm xúc rối bời của mình, tôi vô tình đọc lại một bài thơ yêu thích của Thánh John Thánh Giá, nhà cải cách ở thế kỷ 16 với tựa đề Tôi đi mà không biết mình đi đâu. Bài thơ đã mô tả sự kỳ diệu của hành trình đầu phục Chúa. Khi vượt qua ranh giới của sự hiểu biết, chúng ta học cách nhận biết Chúa trong mọi vấn đề. Và đó là điều mà vợ chồng tôi đang cố gắng học trong giai đoạn này. Chuyển sự tập chú từ những gì chúng tôi có thể kiểm soát và hiểu được sang những phương cách bất ngờ, mầu nhiệm và tuyệt vời mà Chúa hành động xung quanh chúng tôi. Trong phần đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 từ câu 6 đến câu 18, sứ đồ Phao-lô mời gọi các tín hữu bước vào hành trình từ những điều thấy được đến những điều không thấy được, từ những điều bên ngoài đến thực tại bên trong, và từ những sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta đến vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 17. Phao-lô nói điều này không phải vì ông thiếu cảm thông đối với những gian nan thử thách của họ, nhưng ông biết rằng khi họ từ bỏ những gì họ có thể hiểu được thì họ sẽ kinh nghiệm được sự thỏa lòng, niềm vui và cả hy vọng mà họ thật sự cần. Câu 10, 15 và 16. Và họ cũng sẽ kinh nghiệm sự diệu kỳ của cuộc đời được Đấng Christ biến đổi trở nên mới. Đã bao giờ bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa theo những cách vượt quá sự hiểu biết chưa? Ước mong những ngày khó khăn nhất cũng sẽ là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của bạn khi bạn kinh nghiệm được sự chăm sóc thành tín của Ngài. Thì giờ này, hãy dành ít phút để cùng cầu nguyện với Chúa. Hãy trình dâng cho Chúa những nan đề mà bạn đang đối diện và hãy chân thành thưa với Ngài về những cảm xúc đang lấn át bạn. Lạy Cha yêu thương, có quá nhiều điều đau buồn và bấp bênh trong thế giới của chúng con. Có quá nhiều tan vỡ mà chúng con không thể hiểu được. Xin giúp con học cách bước theo Ngài, vượt trên những gì con có thể hiểu được để nhìn thấy sự diệu kỳ trong cuộc sống mới mà Ngài ban. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong chương trình radio Vitamin Thuộc Linh hôm nay đã đem đến cho bạn sự nâng đỡ và khích lệ giữa vô số nan đề của cuộc sống. Nguyện Chúa thêm sức cho bạn để cứ vững tin nơi Ngài và chờ đợi Ngài. Nếu bạn yêu mến chương trình, hãy nhấn like và subscribe để theo dõi cũng như ủng hộ ODB nhé. Cũng đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và nếu bạn thấy chương trình này có thể khích lệ ai đó, hãy nhấn share hoặc tag tên bạn mình vào phần bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.